tập 77. Mẹ đề nghị gọi ba ba, mama. Bữa nay công nhận nhìn Hima thấy vui vẻ khỏe mạnh quá ha. Không biết những lời Hima nói đầu tiên thì sẽ như thế nào đây ta. Mình nghĩ chắc chắn là phải gọi từ mama đúng không nè? Đúng rồi, đương nhiên sẽ gọi mama rồi chứ còn gì nữa. Mama nha con, gọi mama ha. Mẹ là mama nha Hima, con gọi mẹ là mama thử đi. Hình như vẫn chưa thể nói được thì phải. Con về rồi đây. Mẹ ơi, mẹ ơi, con đói bụng lắm rồi mẹ. Nè nè mẹ ơi, cho con ăn bánh đi nha. Sau khi đi ra ngoài về thì phải rửa tay súc miệng trước đã chứ. Đi nhanh đi. Dạ. Như vậy là không được, tuyệt đối không được. Nếu cứ để Shin gọi mình như vậy thì Hima cũng sẽ bắt chước gọi mình là mẹ ơi luôn cho coi. Đồ ăn đâu rồi ta? Nè Shin ơi. Mẹ ơi, đồ ăn của con đâu rồi mẹ? Nè Shin ơi Shin, Shin thông minh, mama nói con nghe điều này nha. Nếu mà Shin gọi mẹ là mama thì mẹ sẽ vui biết chừng nào luôn đó nha. Bởi vậy cho nên từ nay con hãy gọi mẹ là mama đâu, nha. Đâu, ở đâu có mama chứ, đâu. Thì mama đang đứng trước mặt con chứ đâu. Hiện tại đứng trước mặt con chỉ là người thích nằm ngủ trưa lừ đừ và được con gọi là mẹ thôi à, chứ có mama nào đâu. Đúng là cái thằng quỷ sứ mà. À, Shin ơi, người mà thích nằm ngủ trưa lừ đừ đó chính là mama đó chứ còn ai nữa. Ai vậy? Của mày chứ ai. Mẹ đúng là khó chịu thiệt nha. Con thấy chắc con sẽ không bao giờ có mama đâu. Tại vì á, để gọi là mama thì ví dụ như là mama của Kadama chẳng hạn, hay là mama của Nene vậy đó, lúc nào cũng hiền hậu và có mùi thơm lừng luôn. Cái thằng nhóc con này thiệt là. Bây giờ con phải đi chơi siêu nhân hành động với bạn của con rồi. Thôi con đi nha. Phải nghĩ ra cách nào đó để nó phải gọi mình là mama mới được. Rồi tiếp theo là ngâm bồn nước ấm cùng với Hima, rồi sau đó là một lon bia ướp lạnh thật đã luôn. Anh về rồi nè. Ba ba. Hả? Anh đã về rồi đó hả? Ba ba. Sao? Phải gọi là ba ba mama luôn hả? Đúng rồi, từ nay em quyết định mình phải gọi nhau là ba ba và mama để cho hai đứa nhỏ bắt chước. Sao tự nhiên lại quyết định đột ngột như vậy chứ? Không phải là đột nhiên đâu, mà em đã có quyết định từ trước rồi. Đó là phải gọi nhau là ba ba và mama thay vì gọi nhau là ba mẹ đó, biết chưa? Nhưng mà anh nghĩ coi, ở trước mặt mọi người em phải gọi anh là ba nó ơi, có thấy mắc cỡ không? Hả? Anh cũng không ngại gì đâu mà. Rồi nếu mà bé Hima nhà mình cũng gọi anh như vậy thì anh nghĩ sao? Như vậy cũng bình thường hả anh? Bé Hima gọi anh là ba nó ơi hả? Chắc chắn chuyện này thì phải xem xét lại rồi đó. Nè anh ơi, dạo này tiền tiêu xài giặt của anh có đủ không? Em đang nghĩ là sẽ tăng tiền tiêu giặt cho anh lên trong tháng này đó nha. Anh đã thấu hiểu rồi chứ ba ba? Anh hiểu rồi mama. Anh đã về rồi à, ba ba. Anh về rồi nè, mama. Hôm nay ba ba đã mệt lắm luôn rồi. Mama có chuẩn bị nước nóng sẵn chưa nè? Ấy chà, chắc chắn là phải có rồi ba ba. Vậy thì ba ba với bé Hima vào ngâm bồn nước ấm nha. Cái đó được à nha. Mama tán thành luôn. Cô Shin, cũng ngâm mình chung với papa luôn đi con. Đúng rồi đó. Shinosuke, cùng ngâm bồn nước nóng với papa đi nha. Thôi để con ngâm sao cũng được. Vậy hả? Ngâm chung với hai đứa một lúc ba cũng thấy chật thiệt, nên để lát nữa Misae sẽ mama sẽ cùng ngâm nước ấm chung với con nha. Hôm nay cả ba với mẹ đều có gì đó kỳ lạ lắm nha. Kỳ gì đâu chứ, anh làm gì có ha, papa ha. Đúng rồi đó, papa và mama chẳng thấy có gì kỳ lạ hết trơn á, Shin ơi. Đúng là khổ ải vô biên. Papa ơi, nước ấm có vừa không vậy papa? Rất là vừa luôn á, mama ơi. Rồi đây, chén của papa đây nè. Cảm ơn mama nhiều lắm nha. Shin ơi, lấy giùm mama chai nước tương đi con. Nè Shinosuke, mau đưa chai nước tương cho mama đi kìa. Ừ.
Hôm nay bà nói rất là nhiều từ mama luôn á nha. Hả? Hả? Không phải là trước đây bà đã bị mẹ nói dần gì bà đã bỏ cái danh thiếp cái hình son màu của một mama vào túi hay sao chứ? Ba còn nhớ chuyện đó. Đúng rồi, ở tiệm ở quán thì có nhiều mama lắm, như là mama lớn, mama nhỏ, rồi còn mama được thuê tới nữa, quá trời mama luôn. Ê nè anh. Không, cái đó thì khác, không phải là mama này đâu, cái khác. Làm gì tới nỗi rớt hết đôi đũa xuống đất luôn vậy chứ? Thật không hiểu mình đang làm thấy gì. Thấy chưa? Con biết ngay là có chuyện gì đó rồi mà. Hả? Thì mà, nó đã biết mặt mẹ nói theo rồi đó anh. Chà, biết bắt trước rồi. Thôi, tôi không nói vậy nữa đâu. Tôi sẽ trở lại bình thường. Hả? Tôi là ba, thì gọi là ba thôi. Mẹ nó, có ý kiến gì không? Chứ ba mẹ vậy không phải tốt hơn hay sao? Anh đúng là người trở mặt đó nha. Nè Shin ơi, con hãy nghe mẹ, rồi gọi mẹ là mama nha con. Chuyện của ba con thì sao cũng được, nhưng mà riêng mẹ thì con hãy gọi mẹ là mama giúp giùm mẹ nha con. Con không gọi đâu, vì mama không phải là mẹ của con. Hả? Mama là đồ giả đó, còn mẹ của con là người thích nằm ngủ trên lầu đầu thôi à. Ừ ha, đúng là như vậy rồi. Em đã sai khi bắt ép con phải gọi là mama như vậy anh ha. Hả? Mẹ xin lỗi con trai nha. Được rồi, từ hôm nay trở đi không có thay đổi gì nữa hết. Cứ gọi là ba và mẹ vậy là tốt rồi, rõ chưa Misa? Hả? Dạ. Shinosuke, con hãy gọi là ba mẹ thử lại coi. Ba ơi, ba. Ôi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Nhưng mà còn ý kiến về việc tăng thêm tiền tiêu vặt cho anh trong tháng thì sao em ơi? Ủa, anh nói như vậy nghĩa là... Tôi biết rồi. Nè mama ơi, mama. Lần này á mới có xuất bản thể siêu nhân hành động mới đó mama ơi, mama ơi. Nè, ồn ào quá đi. Con gọi hai chữ mama, sao mà mẹ nghe muốn nổi da gà luôn á. Mama đừng có nói như vậy mà, mama ơi, mama ơi.